tới siêu thị Jumbo rồi. Đây là phía trước cổng của siêu thị Jumbo đây các bạn. Ok, buổi tối cả nhà đó, cái chỗ cái cầu vượt nè. Đây là cầu vượt. Là cầu trên đường cao tốc á. Đó, xe bus nè. Ra đi chợ. Rồi thấy người đàn ông đạp đan không? Quá đạp đan cả nhà. Trời ơi. Ô la, đèn xanh rồi, đèn xanh rồi. Pu. Em đợi vậy, không cảm với em đi. Bởi vậy mỗi lần đi thì chia sẻ cuộc sống một ngày thôi. Người Việt ở Chile như thế nào? À, đi tính tiền, đủ rồi. Chết nhiều rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Anh chết luôn rồi, được vui tay thôi. Ok. Rồi. Mình đi tầm một con nót này con. Rồi mới nãy mình đi vô trong chỗ mua thuốc á. Mua thuốc cho vợ đau bụng. Mua hàng nóng luôn. Trong đó là có hàng nóng hết trơn. Em không có hàng nóng nên em mua cái gì đó vợ dặn thôi. Giờ em đi chợ. Trời, thấy người đàn ông đảm đang không? Quá đảm đang cả nhà. Trời ơi. Mặt em đảm đang mà sống vui gì vậy. Ok, go. Ok, buổi tối nè cả nhà đó, cái chỗ cái cầu vượt nè. Đây là cái cầu vượt. Là cầu trên đường cao tốc á. Đó, xe bus nè. Chút nữa mình đi chiếc này về. Dạ. Xe bus đông quá. Tối cũng đông dễ sợ luôn cả nhà. À, đi ban đêm đông dễ sợ trời. Cảnh đường phố ban đêm, em đi siêu thị Jumbo. Ok. Một buổi tối an lành vui vẻ nha cả nhà. Và cùng em đi tham quan siêu thị. Ok, đi buổi sửa tối siêu thị coi coi nó có gì hay hấp dẫn nha. Rồi đèn xanh rồi, chuẩn bị đèn đỏ. Đó, đèn đỏ là em phải đứng lại. Đây là lối đèn riêng cho người đi bộ. Ok. Rồi bây giờ chờ đèn xanh đi bộ đi qua thôi. Buổi tối ở Chile nè cả nhà, đẹp không cả nhà. Quay vòng cho cả nhà thôi. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ha. Ở đây là góc ngã tư nha cả nhà. Ok. Rồi chợ đèn xanh đi bộ quá. Ô la, đèn xanh rồi, đèn xanh rồi. Phù. Đèn đỏ mình đi bộ qua là nó lủi mình, nó không đền đâu nha cả nhà. Đó, đèn xanh em được phép đi bộ qua. Này nó sẽ nhường đường cho em qua. Đó, thấy không? Mình cứ tự nhiên, mặc nhiên đi bộ qua. Phải dành riêng cho người đi bộ khi đèn xanh. Ok, siêu thị Jumbo bên đường cả nhà. Bây giờ em đứng đây đợi tiếp. Qua đây đèn đỏ. Giờ chờ đèn xanh nha. Giờ đèn xanh đi bộ qua tiếp. Bây giờ là mình đang đứng ngay chỗ ở giữa ngã tư nè. Giờ chờ đèn xanh đi bộ qua. Ok, đèn xanh rồi, đi bộ thôi. Trời ơi, đi siêu thị vui không? Đó, đi bộ qua. Quá hay luôn. Chưa thấy thằng nào như thằng Mr. Phil. Cuộc sống là chuỗi ngày trải nghiệm. Vui là chính nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi kênh Thăm Thú Chile. Đổi tên còn đọc lộn. Ok, hãy tặng mình một like. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bây giờ tới siêu thị rồi. Ok, vô thôi, đi. Hola, chào cả nhà nha. Mình tới siêu thị Jumbo rồi. Đây là phía trước cổng của siêu thị Jumbo. Đây là cái cửa chính. Ok, nhiều người thắc mắc hỏi tại sao cứ đi siêu thị này hoài vậy. À, gần chỗ em có 2-3 siêu thị. Bởi vậy không đi siêu thị này, đi siêu thị nào giờ chờ. Bởi vậy thông cảm với em đi. Bởi vậy mỗi lần đi thì chia sẻ cuộc sống hàng ngày thôi. Người Việt ở Chile như thế nào, ok. Đó, liền vòng cho cả nhà tôi.
quăng mấy cái xe qua trước nè, xe này xe đẩy đi siêu thị mua đồ đó. Buổi tối chỗ này thì là bãi đậu xe cho khách vô siêu thị. Em không có xe em đậu nên đi bộ, thì em đứng ở ngoài em đi qua bên đây. Ok, em đi đường đi bộ đó. Bây giờ em đi chỗ này vô, đi vô siêu thị. Cả nhà quay cả nhà coi, giờ em đi siêu thị nha cả nhà nha. Má siêu thị khoe hoài. Ok, đứng điểm ảnh lại cái coi cho cả nhà thấy siêu thị Jumbo coi, mặt mình tối chút. Ok rồi, cũng được đi đó, tại vì mắt sáng không thấy. Go, rồi mình phải đứng ở chỗ an ninh rồi mình đi qua, mình phải có cái khử khuẩn. Ok, xong rồi cho nó kiểm tra đồ đó. Ok rồi, bây giờ mình đi siêu thị, trong mình không có gì hết trơn. Go, vô siêu thị phải đeo khẩu trang. Mỗi bữa em đi hai mình, nay em đi một mình. Dạ, nay giờ em đau bụng nên em đi có mình nè. Ở nhà con follow em đi nha, em vừa. Trời ơi, thấy dễ thương chưa cả nhà? Có, dễ thương chưa? Tao đi hai mình có con bé tí nữa kìa. Ok, bây giờ em đi kiếm gà nha. Nay em đi mua gà rồi em mua một số đồ của vợ em dặn. Ok, go. Em quên rồi, bây giờ phải đi ra ngoài lấy cái xe đẩy đi mới được. Đã có xe đẩy nè, mình không có xe đẩy. Mình chơi xe này là đựng đồ thôi. Ok, thôi chút nữa mình vô quay lại. Đó, em phải đẩy xe đẩy này nó mới đúng nè cả nhà. Trời ơi, yeah. Ok, cho nó chạy luôn. Cái hàng đầu tiên mình thấy đó là hàng quầy thịt bò nè cả nhà. Trời ơi, thịt bò ngon quá trời luôn nè. Ok, giá thịt bò. Qua đây thịt heo. Quỷ sứ bữa mua thịt bò nó đưa thịt heo. Mình lầm tưởng. Bởi vậy mình dở dễ sợ. Đây thịt gà, ok. Rồi, chọn gà, chọn bò gì chọn đi. Lựa tới lựa lui thì mình sẽ về mình làm xíu mại. Mình kiếm thịt heo xay cũng có, nó có thịt gà tây, thịt gà tây và thịt bò. Hai cái này mình trộn lại mình mua để mình làm xíu mại nha. Ok, hai cái đùi coi coi. Hai cái đùi hết 1624. Hai cái đùi bự chà bá luôn. Rồi, cái bịch này, cái ức gà 3166. Ok được rồi, giờ đi tiếp tới nhà. Go. Ôi cái quầy này bán chi nè. Rồi mình đi tiếp tới nhà. Mình đi kiếm cà chua mình mua. Mua cà chua ở nhà còn mà mua cà chua lớn. Ok, hồi ghé mua bánh mì luôn, bà cũng thích ăn bánh mì. Ta nè, à, nó bán sẵn mấy cái sốt cà chua, mua sẵn về pha vô ăn ngon luôn. Qua coi hàng bánh mì trước, nó đang lựa bánh mì nè cả nhà. Đó, quay bánh mì cho cả nhà coi. Tha hồ mà lựa các loại bánh mì, là bánh mì bông, bánh mì cánh bướm mà người ta hay mua nè. Đó, bánh mì hot dog nè. Ở này cũng hot dog. Wow, bây giờ mình thích ăn loại này lắm nè. Còn mấy ổ à, ok mình lấy luôn. Cái lô đây là cái tên của cái bánh mì mà mình mua nè cả nhà. Giờ mình thích ăn lắm. Nó giống như cái bánh tiêu vậy. Bây giờ ta ra bánh mì hỏi, bánh mì nóng hỏi, bánh mì nóng hỏi. Mở ra lò luôn. Ôi trời, quá tuyệt vời.
Thế là đùa về anh. Pero es el đầu quá vậy. Cái đó nhắn mất kia rồi. Ok, bây giờ mình đem lên mình cân nè cả nhà. Đó. Bây giờ loại này. Loại này. Đó, rồi nó gà cái gì nè. Rồi đó, mua cũng được 5-6 ổ gì đó. Gần 1 ký. Gần 1 ký. Ok. 2002. Mua bánh mì thì phải có chi nữa cả nhà. Đó. Quá trời chi luôn. Ok, để mình coi sợi chi nào ăn được con ngon mình mua nha. Này đang rẻ nè. Giảm 4.600 nè. Đó, loại này nè. Ok. Phải không? Queso. Làm ơi nào trời. Rio à. À đây chắc loại này. Ở này đang giảm. Đây vậy luôn. Đang giảm đang giảm. Đó. Mua loại này à cả nhà. Ok. Ok. Cũng được cái kia. Ố là cả nhà, trời ơi đi vòng nãy giờ lựa đồ muốn chết luôn là được như đây thôi. Ok, rồi mình đi tính tiền thôi, go. Thì bây giờ là mình sẽ đi tính tiền, mua vậy đủ rồi. Quá trời nhiều đồ. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thông Phú Chile. Chúc cả nhà một ngày bình an, mạnh khỏe. Đi ngang cái quầy rượu, trời ơi. Quá trời quá đất luôn rồi cả nhà. Đó, sư thị nó vậy đó. Chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye. Giờ tính tiền, đây là cái quầy tính tiền. Đó. Đó đang chờ tính tiền. Xe của mình đây. Ok. Mua được rau epinac à, nấm nè, giấm nè, giấm hồng, giấm rượu hồng, giấm rượu trắng, dầu ăn, rồi thịt bò, gà, bánh mì, rồi củ hành tím của nó nè, mua về ăn thử. Này các loại khoai mới nè, nó mua ít đồ vậy thôi. Ok. Mua cho bả cây cây xúc xích. Bả thích ăn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem. Và nhớ like kênh ủng hộ nha. Đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Ok, cảm ơn và xin chào. Tạm biệt. Hello cả nhà. Rồi bây giờ ngồi chờ xe buýt chết ngon luôn. Ở trạm xe buýt có mình nè. Ok, rồi chia sẻ cả nhà vậy nha. Chào tạm biệt. Bye bye.